Hiện tại là 5 giờ chiều ngày 22 tháng 1 năm 2019 thì đội cụ Tung Tám là hiện đang có mặt tại nhà anh Kế tại khu 6 xã Quang Húc, huyện Tam Nông. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của anh. Rất là đẹp và không gian ngoài sân. Thì chúng tôi có bàn hoàn thiện và bàn giao cho anh một chiếc sập thờ cũng mít và một chiếc kệ tivi đây. Thì tôi có quay qua một video làm kỷ niệm với anh. Và bây giờ tôi sẽ vào quay những sản phẩm chúng tôi đã bàn giao ở phía trong nhà đây. Đây là chiếc kệ tivi đây. Cái chân này nó là nhựa thôi mà. Vâng, cũng là chân này anh. Chân sắt toàn bộ với sắt hết ở trên nhựa. Nhôm. Đây là cái này là nhựa này. Hai lớp sắt anh tháo rồi. Dưới có hai lớp sắt luôn. Quan tháo tổng ra để nó bắt mà. Còn ở phía trong này là chiếc sập thờ chân 16 đây. Hiện tại là anh vẫn gia đình vẫn chưa đem được giờ đẹp nên là vẫn chưa kê vào vị trí như là hiện tại đang để tạm đây. Sập thờ chân 16 đục trạng tứ linh. Phòng khách nhà anh rất đẹp. Vâng vâng vâng. Vâng vâng. Bảo là 3 giờ đến từ 3 giờ là à, xin cảm ơn anh đã sử dụng tin tưởng và sử dụng sản phẩm chúng tôi. Thì là mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987510816 hoặc là truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám.com. Rất cảm ơn anh và gia đình đã tìm ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.